Alo, chào mọi người nha. Hôm nay em test cái cục like chất lượng cao này cho anh Lê Bằng Nhạc Sống, Lê Bằng Nhạc Sống Sóc Trăng. Đấy, anh đặt mua cái này về để live stream trên Nhạc Sống. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn sơ sơ cho anh nhé. Ở đây nếu anh like iPhone đó, thì anh để góc độ này. Cái đây là cái âm lượng để ngõ ra cho âm thanh nhé. Anh có thể cho lên hoặc cho xuống, nó vừa âm thôi, lên quá nó vỡ âm. iPhone nó Android gì cũng vậy, anh cứ cân chỉnh nha, like hay là ghi âm trên trên điện thoại. Rồi tiếp nữa là cái cọng dây nhỏ này em để nguyên về luôn hay là thôi em để nguyên về luôn ha, em tí nữa em gói lại cho anh. Đây, cái đầu này là đi vô cái điện thoại live stream nè, còn cái đầu bự nè, bộ đầu bự này nó đi qua đây. Em cho anh thêm cái nối này, anh vô đưa vào cái cọng led rail 6 ly, cái cọng led rail LR trên con mixer của anh nha. Còn nếu anh like qua con đăng tiếng thì anh chỉ cắm hai đầu này thôi, trắng đỏ thôi, bỏ cái 6 ly này anh cắm vào con đăng tiếng, cắm vào cái cổng ngõ out ra, output ra của con đăng tiếng ha. Đơn giản thôi. Cái con này nó ra tiếng rất là sạch luôn nha mọi người. Em mở nhạc cho mọi người nghe. Rồi. Test nhạc nha. Hay số 7 ly số 78 hay hay. Đó, anh vừa nghe nhạc ha. Còn phía sau này anh lưu ý giùm em nha. Ở đây là hai cổng tai nghe. Cái cổng ngoài là tai nghe của mic điện thoại. Còn cái cổng này là tai nghe thông thường. Hai nút này là anh ấn vô cái nào là anh mute vô cái tai nghe đó. Là lại âm lượng lớn nhỏ của tai nghe. Đây là âm lượng lớn nhỏ của tai nghe khi mình đeo lên đây mình nghe nha. Còn cái nút này là nút tắt mở của bộ like. Anh lưu ý giùm em cái nút chỉnh trên đây nha. Nút chỉnh đây nha. Ở trong là gắn dây lai, ở ngoài là gắn dây kết nối qua mixer. Đây là ngõ in nè. Bên đây nó sẽ out âm thanh qua bên đây, còn bên đây nó sẽ out âm thanh ra điện thoại. Nó rất đơn giản. Cái con này thì tiếng nó sẽ ra rất là sáng nha mọi người. Nó sẽ nâng ra tiếng rất là sáng. Những cái dòng điện thoại mà nó ra mono nhiều, cái này nó sẽ nâng ra tiếng sáng, sáng hơn mono rồi bass không. Rồi cảm ơn anh Lê Bằng rất nhiều nha. Quý anh chị và các bạn quan tâm đến cái dòng này thì liên hệ với em nha. Số điện thoại 0937381978, 0903430156, 0773202021, số Zalo 0866500607. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nha.